Hello các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một cách khác để tương tác giữa C cộng cộng và QML. Thì cách lần này là thông qua một cái programming button tên là Model View và Controller. Cái button này được dùng rất là nhiều trong object-oriented programming. Thì mình sẽ dựng cái model ở bên C cộng cộng và cái model này mình sẽ đăng ký nó ở dạng một cái QML component, và mình sẽ sử dụng cái model này để tạo những cái delegate item ở trong QML, và thông qua cái delegate này và cái model này thì QML sẽ tự động render cái nội dung, cái data ở trong cái model ra thành cái view của mình. Cũng như là mỗi lần cái nội dung ở trong cái model này nó đổi á, thì thông qua cơ chế này khi mình sẽ tự động làm cái việc cập nhật những cái thay đổi ra ngoài view cho mình luôn. Thì để làm chuyện này á, Qt cung cấp sẵn một cái vài cái class abstract rất là hữu ích, đó là Q abstract item model. Thì thằng này là thằng gốc ha, nó thừa hưởng từ Q object. Xong sau đó nó tạo ra những cái thằng subclass, những cái thằng class nhỏ hơn, dễ dùng hơn như là Q Abstract List Model. Thì bữa nay mình sẽ cùng các bạn là một cái ví dụ kinh điển, đó là To Do List. Cái To Do List này bao gồm một cái nút append hay là add để thêm cái To Do item vô cái list. Rồi mỗi cái To Do item sẽ bao gồm một cái text box, một cái dấu dấu check là đã làm xong hay chưa, và một cái nút remove đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ đi dựng cái QML design của cái to do list này trước, xong sau đó mình sẽ tự viết một cái to do model của mình dựa trên cái Q object list model này nhé. Rồi. Bây giờ mình tạo một cái new project, Qt Quick, một cái empty Qt Quick application ha. Mình đặt tên nó là YouTube to do list đi. Rồi. Finish. Ok, bây giờ thì mình có một cái màn hình chính ở đây, mình muốn là dùng list view. List view là một cái component do Qt cung cấp, mà nó có sẵn tất cả các mọi thứ để mà mình có thể apply một cái model vô. Thì trong list view này mình đặt tên nó là my to do list đi. Rồi, bây giờ mình cần một cái test data, một cái dummy data để mình có thể thể hiện cái list view này trước. Thì ở trên QML á, nó hay cần, nó có sẵn một cái gọi là list model này. List model này thì các bạn khai báo các list element ở trong, và trong list element này thì các bạn được quyền định nghĩa tất tần tật các property mà các bạn cần để có trong cái model. Ví dụ ở đây như là cái to do list của mình thì mình sẽ cần một cái trường, một cái property tên là content nội dung á. Thì content này để ABC gì đó đi. Rồi mình cần thêm một cái để báo cái dấu check á, thì mình sẽ cho nó là cái biến boolean tên là instance để là false đi. Rồi mình tạo thêm một cái element khác ha, yes gì đó, rồi true. Ok, này mình đặt một cái ID cho nó là my model đi. Rồi bây giờ ở cái list view này mình sẽ khai báo cái model mình vừa tạo ở trên này vô my model. Rồi list view nó có một cái property là delegate, thì cái delegate này là từng cái để mình khai báo cái item mà mình muốn nó hiện lặp đi lặp lại thông qua cái model của mình. Thì cái delegate này của mình sẽ là một cái hàng, trong cái hàng này sẽ có một cái text box, text field chứ. Okay, sao chưa có, à quên inbox. Mình sẽ tiếp tục dùng Qt Quick Control nhé, cho tiện. Text field,
Text thì text ở đây á, mình trong Delegate á, thì tất cả những cái property ở trong cái model này thì mình được quyền access hết và nó export tự động luôn. Thì ở đây tên content đúng không? Thì text của mình sẽ là content. Rồi bây giờ mình muốn cái checkbox thì có cái property là check này, thì mình muốn nó là is done. Đây, is done. Rồi. Thì chỉ với khai báo như đây thôi thì nó sẽ QML sẽ giúp mình tạo một cái list và thể hiện cái model này lên. Một điểm quan trọng nữa là cái list view này thì cần phải khai báo chiều cao cho nó. Để là baron.2 đi. Tại ban đầu thì không có khai báo chiều cao thì nó sẽ không biết là nó sẽ render như thế nào. Rồi. Giờ chạy thử nè. Ok, mình có một cái list rất là cơ bản ở đây. À, còn thiếu cái nút remove nữa. Text remove. Rồi. À, còn thiếu cái nút append ở trên nữa. Thì thằng list view này nó có cung cấp hai cái biến là header với lại footer nè. Thì ở trong hai cái property này các bạn có thể khai báo cái những cái item mà các bạn muốn để ở đầu ở header hoặc là để ở chân của cái list ở footer. Giờ header ở đây mình sẽ cho nó là một cái hàng luôn và trong này mình có một cái nút tên là append. Giờ tạo lại nè. Ok, có nút append này nè. Đây là một cái list cơ bản của mình. Rồi, bây giờ mình có thể thử luôn, mình làm thử một cái chức năng là add item vô cái list my model này của mình hay là remove thì nó như thế nào nhé. Bây giờ để add thì cái nút append này hay là add thì mình sẽ nghe cái signal on list của nó, tức là khi mình nhấn vô thì lúc mà mình nhấn vô thì mình muốn add append một cái item list element này vô trong cái my model đúng không, thì mình sẽ chọn my model này, append. Nó có sẵn cái hàm này, thì trong cái hàm append này mình sẽ có thể bỏ n items vô và cái item này thì khai báo dạng objects của JavaScript á. Thì đây mình tạo một cái object này, trong object này thì sẽ có hai trường là content rồi mình để trống ha, và is done mình để là false, coi như là default value. Để format thì các bạn có thể control e rồi control y ngắn để format. Rồi bây giờ nếu mà remove á thì ở nút remove này mình cũng listen trên cái signal là onlist. Thì trong onlist này mình muốn là remove cái item này khỏi cái model. Đây, remove. Thì cái hàm remove này nó sẽ nhận cái index của cái list model list của mình. Thì ở đây thì mình cần truyền cái index vô cho nó. Thử nha. Append. Rồi remove nè. Đó, remove. Ok. Có vẻ là cái to do list đơn giản nhất trên QML đã hoàn thành rồi đó. Nhưng mà nó hơi xấu nhỉ. Thì cái giao diện này mình đang xài Critical Controls, nhưng mà nó xài cái default theme của Windows thì nó khá là xấu. Trong khi Qt Quick thì nó cung cấp khá bộ theme có sẵn, nhìn cũng rất là đẹp. Thì mình hay sử dụng bộ theme Material này để xài. Thì có một cái cách mình hay dùng để chỉnh theme cho Qt Application đó là mình khai báo cái biến Qt Quick Control Style này ở trong môi trường này với cái tên theme. Thì cái theme này sẽ được tự động apply trên mấy cái component của Qt Quick Controls. Bây giờ mình thử nhé. Mình sẽ vô Projects Run. Rồi phần Environment này mình thêm một cái biến là Qt Quick Control Style. Và cái biến này thì mình để cái theme là Material. Bây giờ nếu mà mình chạy lại á thì cái theme này nó đã được apply vào tất cả các component của cái Qt Quick Control mà mình dùng nãy giờ nè. Đó.
nhìn là khá là đẹp ha. Thì mình sẽ có một cái video khác nói về cách tạo theme cũng như là dùng theme có sẵn mà tùy biến theo cái ý của mình sau. Bây giờ cái này nó chống chảy quá, mình layout nó lại một chút xíu ha. Thì bây giờ cái list view này mình nghĩ là mình sẽ cho nó fill hết barren. Thì list view này là con của thằng window này, bây giờ fill hết barren tức là nó sẽ fill hết cái chiều rộng và chiều dài này, chiều cao này. Có vẻ là nó fill rồi đó, nhưng mà tại cái này nó không có scale up ra nên nhìn nó hơi nhỏ ha. Rồi giờ mình cho nó thành width trừ 200. Rồi nó có kéo dài ra không? Không, nó không dài ra mà nó đứng luôn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Lỗi rồi. Ok, thì mình có thể set cho nó một cái fix width luôn cho lẹ. Tiếng tan, vậy thì dài quá. Ok. Ok, nhìn có vẻ là đỡ ngu hơn. Anyway, hồi nãy có vẻ như là do cái row này nè, mình chưa có set cái width cho nó. Mình lấy width cho nó là cái list view luôn. Rồi mình mới làm lại được cái này. Được nha. Đó, ok, giờ ổn áp rồi nè. Cái row này mình set một cái led margin đi, tại nó thấy nó sáng quá. Không được gì, để vô đây này. Vẫn không được. Anyway, cái này để sau đi, lười quá. Rồi, bây giờ thì mình tới mục đích chính của cái video này. Đó là mình sẽ implement một cái to-do model sử dụng cái abstract list model này để mình thay thế cái model mà mình khai báo trên QML đây. Thì cái khi abstract list model này nè, nó rất rất là nhiều các hàm, nhưng mà thực tế thì để sử dụng thì mình chỉ cần phải override vài cái function quan trọng nhất thôi là mình đã có thể sử dụng. Thì những hàm mà mình cần phải override và làm đó là hàm row count này, hàm row names, hàm data và hàm set data, cũng như là mình cung cấp một cái row name display row ở đây để cho Qt biết QML biết đường mà backup những cái data của mình mở lên. Bây giờ mình viết thử nha. Row count. Ok. Viết thử nè. Rồi, mình tạo một cái C cộng cộng class. Mình đặt tên là to do model đi. Base class của mình actually thôi mình để yên đi rồi mình tự xử hết. Include Q object đi cho vui. Thì cái là include Q object nó include gì ở đây thôi, chả có gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ include cái Q object list model này vô, tại mình đang muốn dùng nó. Q abstracts list model. Rồi bây giờ mình sẽ thừa hưởng cái key abstract list model lên cái class to model của mình. Key abstract list model. Rồi thì cái key abstract list model này nè, lúc mà khai báo nó thì mình lại cần cái key object parent null butter. Rồi mình khai báo nó ở đây luôn là mình sẽ dùng key abstract list parent. Hai chấm thì phải.
Rồi. Đây là cái để mình khỏi phải viết lại cái constructor bên này á, lười lắm. Rồi. Ok, bây giờ thì cái mà mình cần làm ở đây là mình tạo một cái enum trước đi. Cái enum này mình sẽ đặt tên là to do item roles. Thì cái role này mình sẽ có hai cái role. Cái role đầu tiên nó là content role này, cái role thứ hai là instance role. Content roles bằng quickly user role cộng 1. Thì cái lát mình sẽ giải thích sau là tại sao phải tạo cái role này, cái enum này. Thì bây giờ mình tạo trước đi hỉ. Content role. Rồi cái role kế tiếp mình cần là instance role. Thì cái này enum mà, nên nếu mà mình khai báo mà mình không ghi gì hết thì nó tự động nó cộng cộng dồn cho cái giá trị này. Tức là user run cộng 1 đúng không? Thì đây user run cộng 2. Rồi, bây giờ mình cần implement những cái hàm tối thiểu để có thể xài được. Đầu tiên là hàm roCal. Thì signature của hàm roCal đây, signature của hàm roCal là nó trả về in nè, roCal. Ở trong thì cần có view model index parent. Copy cho lẹ nhé. Rồi. Thì mình cần override cái hàm này. Thì đúng không nhỉ? Sao nó lại báo hàm này không phải trả về const nữa. Rồi. Nên cái signature của cái hàm này là trả về một cái constant của integer này. Thì mình phải khai báo đúng cái function là strict nature thì nó mới thấy và nó mới hiểu là mình đang muốn override cái này. Bây giờ cái row count này thì mình trả về cái gì? Mình cũng chưa biết nữa. Bây giờ mình cần một cái gì đó để chứa cái data của mình đúng không? Thì data của mình nó sẽ là gì nhỉ? Data của mình nó sẽ là một cái to do item. Ở đây. Thì cái to do item này mình muốn khởi tạo nó với hai cái biến là content và một cái biến là instance. Mình cần hai cái biến nội bộ để chứa hai cái thông tin này, mình gọi nó là content, rồi một cái biến là boolean là instance. Ok, thì khi mà mình cải tạo nó thì mình có truyền content với instance vô. Thì công việc đơn giản là đi set private content của mình thành cái content mình truyền vô, set cái private instance của mình bằng cái instance mình truyền vô. Rồi thì cái này mới khởi tạo thôi. Bây giờ mình cần phải cung cấp hai cái hàm get set nữa để mình lấy data ra. Hàm get đi ha. Hàm get thì mình cần trả về là qstring content này. Const thì mình return lại cái content này, hàm get của mình. Rồi, tương tự cho cái isDone. Const return về isDone. Rồi. Giờ hàm set. Hàm set thì void. Actually mình muốn là có set được hay không đúng thì mình nên trả lời là boolean luôn. Set content và mình cần cái content nó ở đây.
Bây giờ mình sẽ làm một cái bước kiểm tra đi. Private content của mình có đang giống content hiện có không? Nếu mà có mình return false luôn. Còn nếu mà không thì mình sẽ set cái content của mình bằng cái content mình vừa truyền vô, và mình sẽ return là true để báo là ok, cái này mình có set đó. Tương tự cho cái is done. Set is done. Tương tự ha. Actually mình lười quá. Thì mình set is done bằng is done luôn. Rồi mình return true. Ok. Đó, đó là cái một cái to do item mà mình cần nè. Thì ở cái to do model này đó, mình muốn chứa một cái queue list của to do item. Và mình gọi nó là private to do list đi. Thì bây giờ các bạn hiểu rồi đó, cái row count này á, và đếm cái số dòng đang có trong list, thì mình đơn giản là mình sẽ return lại cái độ dài của cái to do list này thôi. Xong, thế là xong, and row count. Rồi bây giờ đến đến tiếp là cái hàm data. Mình cần phải override hàm data và set data. Ok, hàm data. Set data. Hàm data đâu rồi? Ôi trời, nó nhiều hàm quá. Đây, signature của hàm data. Ok, signature của hàm data là gì? Là trả về một cái queue variant. Queue variant là một cái type generic của Qt. Nó wrap mấy cái default type, mấy cái build type như là integer, là boolean, string này kia vô để biến nó thành generic cho dễ xài mà. Thì queue variant, mình viết sai rồi, queue variant data là trả về là một cái const, và cái hàm này mình cũng phải override. Ở đây mình đang override là tất cả những cái virtual function mà kêu các list model nó cung cấp ra. Ok, bây giờ cái đoạn cron ở đây này đó, tức là một cái enum mà thằng QML sẽ trả về để biết là nó đang cần lấy cái value nào ở trong cái object của mình. Lấy ví dụ nếu mà nó trả về cái role là content role á, thì mình phải lấy cái item với cái index này ở trong cái list của mình ra, xong sau đó mình trả về cái content cho nó. Thì ở đây mình có thể check là nếu index của mình có valid không. Nếu mà valid đó thì làm tiếp đúng không? Còn không valid đi. Không valid đi thì mình return một cái key variant rỗng luôn cho lẹ. Rồi, tức là sau đoạn này là cái index của mình là chắc chắn valid ha. Thì cái index valid hay không đó, có nghĩa là cái index này nó phải thuộc cái list của mình thì nó mới được tính là valid, còn không là nó là invalid. Thì ở trong cái, nếu mà nói trong cái list của mình á, tức là index này nó sẽ là một cái số nào đó mà từ 0 cho đến cái số len trừ 1. Từ 0 mình phải là từ 0. Anyway, rồi bây giờ thì mình làm một cái switch case đi. Với role thì nếu mà case mà là content role thì mình sẽ làm gì đó. Case is done role, mình làm gì đó. Case default. Okay, default. À quên, làm gì đó.
text default có default thôi. Lạnh mấy ngôn khác quá. Mình return key variant. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ phải làm cái này. Mình phải lấy cái item ra trước nữa. Mình sẽ lấy cái const của cái todo item. Todo item, item bằng từ cái todo list của mình ra ở cái index.row. Rồi bây giờ nếu mà nó là content row thì mình đơn giản là mình return item.content. Còn nếu mà nó là isDone thì mình return item.isDone. Đó, đơn giản chưa, đơn giản chưa. Rồi, có vậy thôi. Đó là hàm data của mình. Nhưng mà có một điều là để QML, từ phía QML có thể thấy được cái role này nè, thì mình phải override một cái hàm rất là quan trọng, đó là hàm role names. Thì cái hàm role names đó, nó sẽ làm cái hàm nằm trong protected ha. Đây signature của nó là qhash in qvarray role names, là trả về một cái const của cái qhash hồi nãy, rồi mình cũng phải override ha. Rồi trong này mình sẽ tạo một cái như một qhash rồi của in qby array, mình gọi là roles, mình gọi là roles nhé. Bây giờ mình sẽ có roles đầu tiên, đó là content role. Thì trong này mình sẽ cho cái content role này có cái tên là nội dung đi, cho nó thuận việc. Cái roles khác tên là isDone role, mình gọi tiếng Việt là trạng thái đi. Rồi mình return cái roles này là xong, xong cái hàm override này. Ok, đến chỗ này á, sau khi mà mình implement hàm role count này, hàm data này và cái role names á, thì cơ bản là cái model này của mình á đã có thể đọc được ở trên QML rồi, nhưng mà nó thì chưa có edit được, chưa có set data được. Thì để bây giờ mình quay lại cái QML mình làm tiếp ha, rồi lát mình quay lại mình làm hàm set data. Thì để ở đây có cái data gì đó coi cho nó vui. Thì mình khi mà cái todo model này được khởi tạo á, mình sẽ insert sẵn vô cái private todo list này của mình hai cái todo item đi. Cái là ABC với isDone là phones, rồi một cái là todo item is yes to. Ok, thì cũng như đợt trước, rồi bây giờ mình cần phải register cái todo model này với QML để nó có thể thấy được ở bên phía QML. Mình qua hàm main, mình dùng cái hàm QML register type để mình đăng ký cái todo model này của mình, todo model này của mình vô QML. Thì bây giờ mình phải đưa cái todo model này vô trong hàm main này. Todo model, tên ở đây sẽ là điện tử lỗi todo model major version 1 minor version 0, tên như kêu nêu là todo model. Rồi sau khi mình làm dòng này xong thì mình nhớ run kêu mấy một cái để nó pass qua, nó làm mấy cái chuyện magic gì đó mình, để bên kêu mail thấy được cái component này. Rồi bây giờ mình import cái điện tử lỗi chấm sư tư model version 1.0 vô. Rồi, nó thấy nè,
thấy là nó không có lỗi gì hết. Bây giờ là mình sẽ bỏ cái list model này đi. Mình lấy cái pseudo model mới tạo, đặt tên nó y chang luôn, my model. Rồi, thì hồi nãy mình có đặt tên cái role names là nội dung và trạng thái. Thì hai cái tên này chính là cái tên mình dùng để access cái property của model của mình ở bên QMM. Giờ mình sẽ sửa cái tạm thời mình để yên cái này đi. Mình sẽ sửa cái phần delegate, cái phần sẽ hiện những cái property của từng item trong model của mình đó. Thì thay vì là content thì mình đã đổi thành nội dung rồi. Còn cái is done này thì mình đổi nó thành trạng thái. Ok. Giờ chạy thử nè. Đó. Thì mình đã chuyển cái list model này từ khi email qua thành một cái component ở bên C cộng cộng, một cái last bên C cộng cộng. Nếu mà làm theo đúng cái cấu trúc mà bên QT cần thì siêu dễ luôn, không có vấn đề gì phải lo hết. Giờ mình sẽ tiếp tục implement những cái chức năng như là add hay là remove và sửa những cái này mà làm sao cho nó cập nhật lại bên siêu cộng cộng model ha. Ok. Bây giờ để chắc chắn là cái này nó chạy được á, tại nãy mình quên là cái model này mình để ABC để CZ luôn, nhìn nó giống. Bây giờ mình sẽ thêm một cái item ở đây luôn, một cái item thứ ba là to do item hiện lên là chắc chắn là mình đem lên mình đúng. Ok, có rồi nè. Rồi. Bây giờ thì mình làm tiếp cái phần append, add một cái item vô trong model của mình ha. Thì để append được thì mình sẽ expose một cái hàm ra QML bằng cách là dùng cái macro queue invocable và signature của nó sẽ là void. Actually mình có thể giải được boolean hay gì cũng được, như là add item đi. Thì cái add item này mình muốn là add một cái to do item vô thì hoặc là add một cái empty item, thì actually mình để add item là đủ rồi. Thì trong cái item này mình sẽ append vô cái to do list của mình một cái to do item mới, và mình để default value content là chống và instant function. Nhưng mà khi mình làm như vậy á, actually mình phải qua đây nè, chỗ append nhé nè, thay vì gọi mymodel.append thì mình gọi mymodel.addItem. Nhưng mà mình, nếu mà mình làm như vậy thì lúc append á, addItem is not a function. Ủa, nó là function mà, hay là bị trùng tên ta? Ôi, sao lại lỗi thế này? Add item is not a function. Mình đã khai báo add item rồi mà. Queue invocable. Hay ok. Mình thiếu cái macro queue object để mấy cái này có thể chạy được. Còn cái magic đằng sau nó là gì thì not the video. Ok, chạy lại nè. Thì cái câu chuyện là mặc dù mình đã có cái hàm add item rồi, nhưng mà những cái item của mình nó không có được render ra đây. Lý do là
mặc dù nó được add ở backend C cộng rồi, nhưng mà QML thì hoàn toàn không có thông tin gì về việc cái này được add hết trơn. Thì để giải quyết chuyện này á, thằng QObject Item Model nó nhận có sẵn những cái signals để phục vụ cho cái việc add hay là remove item. Thì có hai cái signal mình cần phải làm ở đây á, đó là begin insert rows và and insert rows để báo cho QML biết là ok, tao đang add cái item mới này, tao add xong rồi nè, bây giờ mày update lại cái view cho tao đi. Thì cái begin insert row này nó cần một cái index và cái số lượng mà mình add vô cái list đó. Thì ở đây mình tạo một cái QModel index rỗng là được. Còn cái first sẽ là cái vị trí cuối cùng của cái list của mình, thì nó nằm sẵn ở trong hàm row count. Mình insert thêm một item vô thì để là row count cộng 1 thì 2 item thì cộng 2 thôi. Ok, giờ chạy lại nè. Hit. Oh, mình làm sai đấy, nó thêm được thứ 2 cái rồi. Giờ lại row count hết. Rồi, thêm được cái mới rồi đó. Còn bây giờ remove thì sao? Remove thì mình cũng thêm một cái hàm là kêu invocable remove item. Thì để remove item thì mình cần cái index ở trong cái list này. Tức là mình phải biết được cái index để mình coi là mình đang muốn remove cái item nào. Nên là mình sẽ truyền một cái integer vô đây là cái số index đó. Thì mình sẽ remove khỏi cái list này vị trí là index với cái số lượng record remove 1. Rồi, có vậy thôi. Thì tương tự hồi nãy insert row and insert row, bây giờ mình cũng phải begin remove rows. Thì cái này cũng cần một cái QModel index, rồi cũng lại in first và in last. Thì in first ở đây sẽ là cái index, last ở đây cũng là cái index. Rồi, and remove row. Ok, qua đây remove này, my model remove item. Rồi, qua next giờ. Thêm remove, thêm remove. Rồi, đã remove được. Bây giờ là câu chuyện cuối cùng, đó là câu chuyện set data. Thì khi mà mình không có implement cái đoạn set data thì những cái mà mình insert ở trên đây này nó sẽ không có được lưu về ở phía bên model này. Mình bắt buộc phải làm thêm một cái hàm là hàm set data. Đây, hàm set data đây. Hàm set data có signature là bool. Bool set data. Copy vô, lười quá rồi. Rồi. Và mình cần phải override nó. Cái hàm virtual mình phải override nữa. Còn có cái dấu override này là nó sẽ tưởng cái hàm set data là một cái hàm khác và nó vẫn sẽ dùng cái hàm set data mặc định ở trong kêu abstract item model nhé. Thì lúc đó tự nhiên biết cho đã, nhưng mà không có cái gì được update thì đừng hỏi tại sao. Ok, giờ câu chuyện mình sẽ làm giống cái hàm data luôn. Mình phải kiểm tra là cái index nó có valid không. Nếu mà không valid thì mình return false luôn, là đâu có set cái gì được đâu. Rồi, mình lại tiếp tục. Mình bây giờ mình muốn là mình lấy cái
item ở đây đây. Mình sẽ lấy cái reference của nó ra và mình chỉnh sửa trực tiếp trên reference này luôn để nó cập nhật được. Thì mình sẽ cần một cái to do item. Hình như là cái gì này nhỉ? Bằng bị to do list index.drop. Yep. Thì giờ cái item này của mình nó là một cái reference pointer tới cái item ở trong cái list. Nên những cái việc mà mình chỉnh sửa trên đây á, nó sẽ được cập nhật ở cái item này luôn. Và mình không cần phải copy lại item hay override cái vị trí index này trong cái list nữa. Ok, mình cũng lại một cái case switch như này. Thì cái copy thiếu rồi. Thì bây giờ nếu mà là content role á thì mình muốn làm cái chuyện là item.setContent với cái value ở đây. Mình sẽ convert nó về string. Rồi. Is done ở đây thì mình cũng item.set is done và bỏ cái value và set nó về boolean. Tại cái value ở đây nó đang là key variant này. Còn cái property ở đây nó có cái specific type rồi nên mình phải cast về đúng cái type mình cần. Còn nếu nó default không có gì hết thì mình return là false luôn. Và thế là xong. Bây giờ thì mình đã có thể set data về đây. Thì để coi là nó có chạy không á thì mình sẽ có một cái debugger ở đây nha. Để debugger ở đây. Rồi bây giờ mình qua hàm main này. Mình khi mình chỉnh sửa cái nội dung của cái text field nội dung á thì sẽ có một cái hàm là on, một cái signal là on text change. Tức là mỗi lần có cái text nào nó change là nó sẽ nói hoặc là on text edited, tức là nó sẽ chờ một chút để lấy hết tất cả mọi cái thay đổi, nó cái thay đổi cuối cùng xong thì nó mới có cái signal này lên. Thì mình dùng signal này để kiểu giảm cái số lần mà gọi cái backend, nó chỉ gọi đúng một lần cuối cùng sau khi mình edit xong thôi. Thì sau khi mình edit xong á thì cái hàm này nó sẽ trả về cho mình một cái property tên là text ở đây này. Thì việc của mình muốn á là mình muốn gán lại cái nội dung của mình bằng cái text mới để nó cập nhật qua lại bên C++ cộng. Trạng thái này cũng vậy, on check change này mình sẽ muốn trạng thái bằng check. Ok, thì nếu mà bây giờ mình chỉnh sửa những cái này á thì somehow nó sẽ gọi lại cái hàm set data này với cái role của mình ở đây là trạng thái nội dung gì đó, rồi từ đó mình mới set lại cái này. Nên mình đặt hai cái debugger thử nha. Allow return module này nó đã set rồi. Rồi để lại nào. Thêm một chữ A này. Đó, mình vừa thêm một chữ A vô là nó đã trả về một cái value mới này, một cái item mới, item hiện tại của mình với content là XES này. Rồi bây giờ sau khi mình set cái này xong á thì nó thêm được chữ A vô cái này, vô cái content của cái item này. Giờ mình thêm một chữ A nữa nhé. Rồi nó lại vô đây thì bạn thấy là cái content trước đó của cái item này nó sẽ lên nó đang có thêm chữ A, giờ nó sẽ thêm một chữ A nữa. Đó, đó là cách mà mình set data cho một cái model từ phía bên C++. Cả dấu này cũng vậy. Value đây là false này. Đó, value mình chuyển về là false này. Thì mình sẽ set vô lại. Ok. Rồi, thì với cái ví dụ đơn giản này thì mình đã hướng dẫn các bạn làm sao để tạo được một cái model
ở bên C cộng cộng, và cái model này có thể data của nó có thể được đọc và được ghi từ bên phía QML. Trong thực tế thì cái bạn sẽ rất là hay làm như thế này, đó là khi mà bạn dựng một cái demo thì bạn sẽ hay dùng cái mock data, tức là data mẫu, thì để nhanh thì mình sẽ hay dùng những cái model có sẵn ở QML. Mà thực tế sau khi demo xong mà để viết một cái app chỉnh chu hoàn chỉnh xài sử dụng được á, thì bạn lại phải chuyển cái model này về bên phía C cộng cộng để sau này bạn có thể implement thêm các thành phần như là lưu trữ dữ liệu lại khi tắt cái app này, và load dữ liệu lên khi mình mới mở cái app của mình lên, hoặc là mình có thể thêm những cái cách tương tác và lấy dữ liệu từ REST API trên mạng chẳng hạn. Tất cả đều phải làm ở C cộng cộng, nó sẽ được dễ và nhanh hơn. Thì hy vọng qua video này các bạn biết được thêm một cách hoàn chỉnh để sử dụng một cách gọi là tiêu chuẩn để có thể sử dụng C cộng cộng và QML dễ dàng. Thực tế thì có những cái cách khác nó không có chính thống, nó khá là lắt léo, vẫn dùng được để tương tác giữa QML và C cộng cộng. Thì cái đó mình sẽ có một cái video thứ ba sử dụng signal and slope và sử dụng set context property này kia để hướng dẫn các bạn. Ok, hẹn gặp các bạn trong một video tiếp theo. Giờ đến đây là hết. Bye.